Hello mọi người, hôm nay mình có cái món này giới thiệu với mọi người nè. Đây là một cái món mà mình mới được ăn trong đời lần đầu tiên luôn. Đó là con tôm nhủi. Không biết là ở đây có bạn nào, có anh chị nào biết cái con tôm này hay không. Nếu biết thì có thể comment cho Chúc nha. Cho Chúc biết là Chúc làm món về ăn là được chưa. Chúc mua được ở Sài Gòn á mọi người. Lúc này là mua đồ hải sản ở Sài Gòn kêu ship về Đà Lạt thôi. Và cái con này á thì Chúc đã kiểu như Chúc rang nó lên á, bỏ một chút gia vị thôi, rồi mình sẽ cuốn nó với rau hoặc là mình sẽ cuốn nó với bánh tráng ha. Bây giờ thì mời mọi người ăn với Chúc ha. Chúc đang ăn trưa và chúng ta sẽ thưởng thức một miếng cà phê sữa đá. Đà Lạt lúc này buổi trưa nắng nóng lắm mọi người. Bây giờ thì mời mọi người nha, để mình thử mình ăn cái con này không coi nó ra làm sao. Nó vừa giống con bọ mà nó vừa giống cái đầu của con tôm đó mọi người. Có nhiều con có trứng lắm. Lúc mà Chúc rửa đó, nó rớt cái trứng ra. Làm như đang vô mùa hay sao á. Nãy Chúc bỏ một ít bột ngọt với một ít hạt nêm. Ngọt lắm mọi người. Ngọt thịt lắm. Con này hình như có con to nữa. Còn cái con này Chúc mua được là nó bằng nửa ngón tay à. Nó bé xí xì thôi. Để cho mọi người coi. Nó cỡ này thôi nè. Không có một tí nị à. Ngon. Chúc nghĩ ăn cũng như con tôm vậy thôi á. Nhưng mà nó ngọt hơn. Và cái chân, cái càng của nó cũng không có to. Nó mềm hơn con cua, con tôm. Nên là khi mình nhai nguyên con vậy à. Không có bị đau cái miệng. Hôm nay ăn được món này vui ghê. Chúc thích mấy cái món lạ lạ lắm mọi người. Hy vọng là cái bao tử của mình nó cũng khỏe đều đều vậy để mà mình có thể thưởng thức nhiều cái món ngon, món lạ hen. Đó, mình đổ miếng tôm lên trên này. Xong rồi mình cuốn lại. À, cái con tôm nó nhỏ nên nó rất dễ bị rớt ra nha. Rồi mình chấm với lại nước mắm. Trời ơi, quên khoe chén nước mắm nữa chứ. Chén nước mắm này là mình mới pha được đó. Nhức nhối. Tuyệt vời ở mặt trời. Nghĩa là ăn với bánh tráng nó còn dễ cuốn hơn nữa nè. À cái con này á, mọi người rửa đó rất là kỹ nha. Bởi vì nó có mấy cái vỏ cây đồ này kia nó lẫn vô á. Mình lựa cũng rất là lâu á. Nhìn ngon quá à. Cái này Chúc làm chắc cũng 6 lạng. 6-7 lạng á mọi người. Chúc mua cả ký á, nhưng mà nó nhiều quá. Cái chảo nhà Chúc có chút xíu à, không có xào hết được. Mời mọi người nha. Xuất sắc lắm à. Ngon là nhờ chén nước mắm nữa nè. Rất ngon. Xuất sắc quá trời luôn á. Mọi người lên tìm thử con tôm nhủi đi. Có nhiều khi mà người sệt đó thì nó sẽ ra cái con tôm con tép đó mà nó nhỏ nhỏ. Nhưng mà mọi người nhớ cái hình dạng con này nha, là nó giống như cái đầu tôm vậy đó. Mọi người sệt con tôm nhủi rồi mọi người mua thử mọi người ăn coi sao ha. Chứ Chúc thấy là nó ngon lắm mọi người.
Cái con này chắc đi bắt chắc vui lắm ta. Không biết là nó con này là nó có ở vùng nào ha. Mình mua từ một cái chị ở trên Sài Gòn nhưng mà ở đâu hướng hướng Củ Chi á. Làm như đang mùa này đang mùa trứng lắm nên là cái con này nó cũng ngon hơn. Nó nhỏ nhỏ và chút nghĩ chắc là chiên bột cũng được mọi người. Chiên bột chắc ngon á. Nó giống như con tôm, con tép nhỏ vậy đó. Đổ bánh xèo. Ê alo, cái này đổ bánh xèo ngon nha. Cái con này đổ bánh xèo chắc dữ dằn luôn á. Mình còn để một ít trong tủ lạnh rồi. Mình thử mình chiên bánh xèo thử coi. Hy vọng là được. Thích quá. Trời ơi. Nghe tới cái khúc đó thôi là thấy hào hứng rồi mọi người. Nếu mà mọi người ăn cái đầu tôm á, có thể là mọi người sẽ dễ bị đau cái miệng. Bởi vì cái đầu tôm nó có những cái cạnh á. À. Con này thì mềm hơn nhiều. Xuất sắc quá trời quá đất. Mình mà được ăn món gì ngon á, mình cứ xích xoa miết à. Nhiều bạn coi cũng cảm thấy khó chịu là bởi vì cái gì cũng khen ngon. À có nhiều người comment nói là ăn cái gì cũng khen ngon hết trơn. Dạ ngon thì em mới khen. Có những món nó ngon là vì nó giá trị dinh dưỡng nó cao. Có những món nó ngon là bởi vì mình mày mò ra được cái cách chế biến lạ. Nó ngon đôi khi chỉ đơn giản là mình đói thì mình được ăn một cái bữa ăn thì mình cảm thấy ngon thôi. Mình được ăn là mình cảm thấy ngon thôi, đúng không mọi người? Trời ơi, đã. Dạ mà nó rớt rồi. Cái này đúng là 10 điểm không có nhưng luôn á mọi người. Có bạn nào, có anh chị nào cho Trúc biết là cái con này nó có ở đâu không? Rồi người ta đi bắt như thế nào? Để có dịp á, Trúc sẽ đến cái nơi đó rồi Trúc sẽ đi tìm hiểu rồi Trúc đi đi bắt nó, trải nghiệm. Chỉ cho Trúc với nha. Úi dạ, gớ gớ rồi. Mọi người nghĩ sao về cái món tôm nhũi ngày hôm nay của Trúc? Trúc
Chúc tin là qua video mọi người cũng cảm nhận được cái sự ngon nghẻ của nó. Và Chúc hy vọng rằng mọi người cũng tìm thử cái con tôm nhũi về để là chế biến thức ăn ha. Và nếu như mọi người có làm được cái món gì ngon, lạ với cái con tôm nhũi này thì hãy comment cho Chúc biết. Chúc cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì hẹn mọi người vào video sau nha. Chúc bye bye.